Tụi em về nghỉ ngơi trước đi, để đó cho chị được rồi. À, cảm ơn. Còn hai ly mì ăn liền nè, có ai ăn không? Cảm ơn, không ăn đâu. Ủa, về hả? Chị hết nổi rồi. Cô cho họ về thiệt hả? Tài liệu thì không đầy đủ, mấy cái khác thì tôi tự làm được rồi. Cậu cũng về luôn đi, chẳng giúp gì được tôi đâu. Được chứ, trên tinh thần tôi ủng hộ cậu hết mình luôn. Thôi bỏ đi, không thể làm hết đâu. Đừng có tốn công phí sức nữa. Trời, ném đi đâu vậy? Ăn ly miệng liền nghe, ngon lắm đó, nè ăn đi. Đừng có phá tôi nữa mà. Ăn từ từ đi. Ta ra ta, ta ra ta. Ta ra ta ra ta ra ta ra ta ra ta ta ra ta ra ta ta ra ta ta ra ta ta. Xin chào Cao Linh. Xin chào. Chết rồi, 9:30 rồi, trễ mất nửa tiếng đồng hồ rồi. Báo cáo của tôi đâu? Xin chào. À, chào anh. Cậu là người mới à? Phải. Chà, cô bộ cũng to con dữ. Anh cũng đâu có tệ. Anh có thích tập thể hình không? Đây là danh thiếp của tôi. Ê, Tiểu Tề. Lục Tô, chào anh. Xin chào. Cậu ấy chưa từng gặp sếp lớn cho nên mới vô lễ như vậy, xin lỗi. Đâu có gì đâu, thanh niên đúng là sung sức thiệt đó. Tuổi của anh mà còn duy trì được như vậy cũng khá lắm. Có rảnh cứ đến tập thể hình, tôi sẽ làm huấn luyện viên của anh. Cố gắng làm việc thật tốt đi, làm thêm vừa vừa thôi. Tạm biệt. Tạm biệt. Nè, hả? Cô dẫn đủ chứ gì? Báo cáo của tôi đâu rồi? Tôi thấy cô làm chưa xong nên mới lấy báo cáo của HEG gấp lại thành một bộ và nộp cho Hinda rồi. Không phải vậy chứ. Tối qua cô đã ăn một ly mì rồi, không có rung chân đâu. Cậu đã hại chết tôi rồi, có biết hay không? Hả? Cao lên. Xin chào. Chị Hinda, bản báo cáo đó. Bản báo cáo đó cô làm rất là tốt. Thật ra bản báo cáo đó chỉ là làm cho có thôi. Mục đích là muốn để HEG biết chúng ta cũng có khả năng làm được bản điều tra thị trường giống như họ đã làm. Sau này có thể ép họ bớt giá xuống. Cô nghĩ ra cách lấy tài liệu cũ gộp chung vào với nhau. Biết cách đối phó. Có tiến bộ. Cảm ơn. Lần đầu tiên chị ấy khen tôi. Bản báo cáo này cô làm. Ăn một chầu thôi, cô lời rồi đó. Anh nói cho em biết là anh đã ký đơn ly hôn. Chính miệng bà vợ cũ của anh nói, một năm sau hai người sẽ chính thức ly hôn. Đến lúc đó hai đứa mình sẽ có thể kết hôn, chắc chắn ba mẹ em sẽ vui lắm. Giờ anh không chịu ly hôn với anh, anh với cổ chỉ là ly thân thôi. Anh nghĩ chắc cổ không dễ buông tha đâu. Cho nên em phải chịu khó những này một chút. Nè, mình tới chỗ khác ăn đi. Sao phải đi vậy? Chồng của tôi với người phụ nữ đó đang ngồi ở đằng kia. Vậy thì đã sao? Lần trước còn chưa đủ mất mặt sao? Nè, nhìn tôi nè. Cô vẫn còn rất bốc, là tài khoan này nói đó. Bốc cái đầu của anh đó, người ta trẻ trung hơn tôi mà. Thì tôi... cô cũng đang đi chung với một thanh niên mà. Nè. Chào, trùng hợp vậy? Chú chính là chồng trước của cục cưng tôm phải không? Xin chào, tôi là Tiểu Tề. Xin hỏi chú tên gì? Còn nói cái gì đó? Em cứ mang anh ra so sánh với hắn đi. Lúc trước vừa gặp hắn, anh còn tưởng em nói để anh vui thôi. Giờ thì anh yên tâm rồi. À phải, chú được bao nhiêu tuổi? Cảm ơn chú nghe. Nếu không nhờ chú đáng ghét như vậy thì tôi đâu có cơ hội quay với Cao Linh. Em yêu, tụi mình đi thôi. Tôi đã trả thù giùm cô rồi đó. Lúc nãy nhìn bản mặt của hắn tức nó nổi đầy gân xanh lên mặt. Còn nói nữa, làm vậy có quá đáng không? Dừng xe. Nè. Ba làm cái gì vậy? Đừng có ngăn cản ba, ba phải đánh nó. Ba trời ạ. Ủa thân với mày lắm sao? Lúc nãy rõ ràng tao thấy mày thả về con gái tao. Ba hiểu lầm rồi, cậu ấy là đồng nghiệp của con. Lúc nãy con bị trượt chân, cậu ấy đỡ con thôi mà. Có gì đâu chứ. Ba không có hiểu lầm chứ, bắt ba nhìn thấy nó muốn thả về con. Không ba có à, muốn đánh thì phải đánh cái thằng đê tiện đang ngồi trong kia kìa. Đê tiện? Thằng đê tiện nào ở trong? Nói rõ ràng với ba của cô đi. Không phải đâu ba à, ý cậu ấy là thằng đê tiện. Lúc nãy xém làm con té đó mà. Đi thôi. Tao không cần biết chuyện gì, mày đi đi. Bắt ra con. Cậu đi. Ê, đừng có nhiều chuyện nữa mà. Tao đánh mày chết bây giờ. Ba con à, con là phận gái đã có chồng,
đừng có đi chung với mấy thằng ranh con nữa, nếu để thằng Men nhìn thấy thì không hay đâu. Ủa ba, trùng hợp quá vậy? Ờ à, phải rồi phải rồi, anh chàng thanh niên lúc nãy là ai vậy? Ờ à, người đi đường thôi mà, mặc kệ đó đi. Ờ à, có đi chung với Linh hả? Dạ không phải, lúc nãy con ngồi uống nước với người bạn ở trong kia kìa. Ờ à, phải rồi, tối nay con có rảnh không? Từ lúc nhà sửa xong tới giờ con chưa lên chơi, tối nay qua nhà ăn cơm nha, được chứ? Chứ lại cũng lâu lắm rồi con không có gặp má vợ. Bà xã, tối nay tụi mình về chung nha. Vậy thì về chung đi. À, lâu quá không gặp con. Chị đó ba. À, anh rể, anh rể, đi ngồi đi. Chị ba. À, ngồi, ngồi, ngồi. Con muốn uống gì? À, con tôi lấy được rồi. À, không cần đâu má. Ủa, sao đông đủ quá vậy? Anh rể tới nhà ăn cơm mà, phải tranh thủ nghỉ sớm về nhà chứ. Anh còn đổi ca luôn nữa đó. Mọi người đâu cần khách sáo như vậy chứ. Thằng Men nó bỏ tiền ra cho mình sửa chữa lại căn nhà, tất nhiên là phải tốt cái đó rồi. Sửa nhà. À, phải đó. Lúc trước em có nói với anh rồi mà, cái khoản tiền sửa nhà là của anh đưa đó. À, chuyện nhỏ thôi mà, đừng có sáo. Chuyện nhỏ hả? 200.000 lận đó. Bà biết là con rộng rãi, nè, con không có ở nhà này nhưng mà lại bỏ tiền sửa nhà, như vậy thiệt thòi cho con lắm. Đúng rồi, cho nên ý của ba con là chia ra từng kỳ để trả lại cho con. Tháng này tạm thời trả trước cho con 20.000 nha. Được rồi. Anh bỏ túi thật sao? Anh không nhận, ba em cũng sẽ không yên tâm đâu, phải không ba? Nhận, tất nhiên là phải nhận rồi. Anh, bữa giờ nhà sửa xong hết rồi, để con đi coi phòng có sao. Phải đó, vô coi đi con. Dạ. Nhà sửa xong cũng đẹp thiệt ha. Ngồi chơi một chút nha, sắp dọn cơm được rồi đó. Sao phòng của mình lại biến thành phòng em bé vậy? À, em bé trong bụng chị sắp ra đời rồi. Chuyên gia nói trẻ em phải có không gian riêng của mình sẽ cảm thấy vui hơn, như vậy giúp ích cho sự phát triển của nó. Thật ra chỗ này có thể thay cái nôi em bé nhỏ một chút, rồi chỗ này lại để được thêm một cái giường, để sau này có thể em sẽ dọn về đây ở mà. Về đây ở? Má, má ơi. Chị dâu chị cẩn thận đó. Chuyện gì vậy con? Má à, Linh, Linh nói dọn về đây ở kìa. Cái gì? Sao tự nhiên lại muốn dọn về nhà mình ở vậy? Ừ, không phải đâu má, chị dâu hiểu lầm ý con rồi. Ý của con lúc nãy là muốn nói nhiều khi về đây nói chuyện với má đó mà, đến khuya quá con sẽ ngủ lại. Chị ba à, nói chuyện khuya quá thì có thể gọi anh rể tới đó chị về. Anh rể chứ không phản đối đâu ha. À, vậy chẳng thà đón má về bên nhà em ở chơi vài ngày, hai mẹ con tâm sự cho đã luôn. Tất nhiên không được rồi, suốt ngày qua nhà nói chơi thì ai nấu cơm cho mấy cha con ăn. Phụ nữ suốt ngày không ở bên cạnh chồng thì còn ra thể thống gì nữa. Nè, trả 20.000 lại cho tôi. Ba của em đứng ở trên lầu theo dõi mình kìa, tiếp tục đóng cho xong bộ phim đi. Đừng có nhìn lên, phải làm như không biết chuyện gì hết. Anh muốn tôi không biết chuyện gì hết thì mau trả 20.000 lại cho tôi đi. Nếu em muốn mượn của anh thì không thành vấn đề, còn nếu em muốn trả, có phải là em trả lại cho anh không? Nè, 20.000 đó là tiền riêng của tôi để dành mà. Vậy tiền riêng của em để dành từ đâu mà có? Nếu không phải anh lo tất cả thì em lấy đâu ra tiền riêng như vậy? Anh không có ý thăm tiền của em, anh chỉ tạm thời bảo quản giùm em, anh sợ em bị gạt thôi. Người gạt tôi nhiều nhất chính là anh đó. Anh biết trong lòng em bây giờ anh cũng chẳng khác gì tấm thẻ tín dụng, nhưng mà dù gì cũng là vợ chồng, anh sẽ bị gạt thôi. Đàn ông không tin tưởng nữa đâu, nhất là đối với đàn ông trẻ hơn em. Hắn theo đuổi em có lẽ là muốn đào mỏ thôi. Anh nói cái gì vậy? Bộ anh tưởng đàn ông nào cũng đều tiền giống như anh sao? Vậy em đã có gì với hắn chưa? Nếu em thừa nhận là em với hắn chỉ đóng phim để chọc tức anh thì anh sẽ trả cho em 20.000. Tôi có gì với ai? Chị liên quan gì tới anh? Không nói thì thôi. Cảm ơn anh quan tâm. Mua cái vui sướng với giá 20.000, cả đời của tôi xem như lần này là rộng rãi nhất rồi. Bất cứ chuyện gì cũng có cái giá của nó. Để nhanh chóng để dành lại 20.000, đến tháng này mỗi ngày tôi chỉ có thể tiêu xài 30 đồng thôi, trừ tiền ngồi xe, còn 3 bữa phải làm sao đi? Thật không ngờ thầy lành bất cứ 3 năm trước, bây giờ lại có thể cứu được mình. Buổi sáng thì ăn 2 miếng này, buổi trưa có thể ăn sang một chút, một miếng bánh cộng thêm một ly cà phê của công ty, vậy là được rồi. Ăn tối thì tất nhiên phải phong phú hơn, cho nên sẽ ăn 3 miếng ngon nhất. Bánh kem ngon quá nha, ăn thử miếng coi. Nè, không có phần của cậu đâu. Tôi chịu hết một đấm của ba cô rồi, giờ ăn một cái bánh cũng đâu có gì quá đáng. Tôi thay mặt ba của tôi xin lỗi cậu, nhưng còn bánh kem thì không có được. Bộ hồ sơ để trên bàn cô, sáng nay cô đã coi xong chưa? Chắc là không có vấn đề, cậu mang đi được rồi. Nè, vậy tôi mang qua cho bác trai coi nha. Nè, cậu mang cái gì cho ba của tôi coi vậy?
Cậu kiếm đâu ra tấm hình này vậy? Giống y như thiệt phải không? Không khác chi tiết nào hết. Để ba của tôi nhìn thấy tấm hình này là cậu hại chết tôi rồi đó, cậu biết hay không? Tôi đang giúp cô đó. Cô không muốn để bác trai biết hai vợ chồng cô ly hôn thì cứ coi như tôi quyến rũ cô đi. Cô là người bị hại, không cần phải gánh trách nhiệm gì hết. Cậu đó đúng là rảnh hơi quá đi. Tôi làm suốt cả đêm đó, cô không lấy thì trả cho tôi. Cậu giữ nó làm cái gì chứ? Cậu mất bao nhiêu thời gian để làm những chuyện vô bổ. Nếu cậu chịu bỏ công sức đó để làm việc nghiêm túc thì cậu đâu chỉ có thành tựu ngày hôm nay. Có khi nào khen tôi lắm. Tôi kêu cậu làm bản báo cáo chắc vẫn chưa làm chứ. Sai. Nó đây nè. Sao để trong ngực vậy? Tôi mang tấm hình cho bác trai coi, chắc chắn sẽ bị đánh một trận. Biện pháp an toàn lót cái này vô cho đỡ. Đi chung với người như cậu cũng tổn thọ dài năm. Cuộc đời không quan trọng ngắn dài, quan trọng là phải sống cho tốt. Cũng may là tôi chưa ăn sáng đó, nếu không chắc là ói ra hết rồi. Chuẩn bị họp đi. Biết rồi. Loại dầu 3628 này là sản phẩm quảng bá trọng điểm của chúng ta. Mọi người có ý kiến gì hay không vậy? À, hay là thiết kế tụ trưng bày cho phía tiêu thụ đi. Như vậy vừa bắt mắt lại có thể thu hút được nhiều người hơn. Tôi cảm thấy không đặc biệt chút nào. Đối tượng của chúng ta nhắm vào khách hàng nữ. Có nhiều gia đình chỉ toàn là phụ nữ thích xài dầu gội, cho nên phải quảng cáo làm sao thuyết phục một chút. Vậy thì mà một diễn viên mà phụ nữ yêu thích nhất làm quảng cáo, chắc chắn họ sẽ rất thích. Bây giờ chúng ta bán dầu gội chứ không phải tuyển người mẫu. Quảng cáo sản phẩm quan trọng nhất là phải biết khách hàng cần cái gì. Thử nghĩ coi phụ nữ thì cần cái gì đây. Tử Tề, cậu thấy sao? Đáng. Phụ nữ là đại thần tài chính của gia đình, một đồng một cắc cũng phải được tính toán chi ly. Còn mua đồ thì quan trọng nhất là phải rẻ đẹp bền. Cậu có đề nghị nào cụ thể hơn không? Tặng nồi cơm điện đi. Tặng nồi cơm điện hả? Đây là tặng phẩm tôi đã liên lạc với cửa hàng điện máy và họ đã đưa ra. Tinh vi thực dụng á. Nhưng mà mua dầu gội và tặng nồi cơm điện hoàn toàn không có mối liên quan. Vậy mới có điều để nói. Mấy trăm đồng một cái nồi cơm điện, giờ chỉ cần mua hai chai dầu gội là có rồi. Phụ nữ còn không dành để mua sao? Cũng vậy. Điểm tiêu thụ của cậu là gì đây? Nhiều công dụng. Ngoài việc có thể nấu cơm thì nồi cơm điện còn có thể nấu cháo và nấu mì ăn liền nữa chứ. Má tôi đã từng dùng để làm món gà hấp nữa đó. Hơi nước phun lên còn có thể xông hơi massage mặt, có công dụng làm đẹp nữa. Hàng xóm của tôi á còn dùng nó để tiệt trùng bình sữa nữa. Vậy sao có người hả lấy nó làm nón bảo hiểm? Trời. Đang họp đó nha, mọi người nghiêm túc một chút có được không? Nghỉ một lát đi. Lúc nãy mình có hôn dữ quá không? Tôi lấy cái này. Cảm ơn cậu Linh đi. Bánh cổ đó. Cảm ơn chị Linh. Không được ăn. Sao vậy? Bánh kem có độc hả? Tôi để tặng cho khách đó. Khách hàng của cô thích ăn bánh kem lắm sao? Cô mà kệ tôi. Nói chung sau này đừng có đụng vào đồ của tôi nha. Học đi. Một ngày ba bữa ăn toàn bánh kem, không có muốn ói luôn. Cuối cùng thì mình cũng có món mì ăn liền nóng hổi rồi. Ai đó? Quản phòng. Tôi tới liền. Chào ông, có chuyện gì? Không, đi ngang qua phòng của cô, ngửi thấy có mùi dầu mè nồng lắm. Có phải cô nấu đồ ăn trong phòng không? Tất nhiên là không phải rồi. Mùi dầu mè phát ra từ chỗ này đây nè. Chú hai, có ăn mì cánh gà không? Anh thử đi. Đừng cái sáo mà. Hai vị ăn xong nhớ mang rác đi bỏ giùm nha. Được rồi. Bye bye. Chà, nấu mì tới mềm hết trơn rồi nè. Cũng may cậu tới đúng lúc đó. Sao không bỏ thêm trứng gà cho nó ngon? Đúng rồi, sao cậu lại tới ngay lúc này vậy hả? Đâu có. Lúc nãy tôi bỏ quên chìa khóa trong công ty, định quay về lấy, thấy có một người lén lút mang cái nồi cơm điện đi, nên mới đi theo coi cô đã làm gì thôi. Không nói không rằng lại theo dõi tôi, mất mặt quá đi. Cậu về đi. Dù sao cũng tới đây rồi, cô nói lòng nào đuổi tôi về. Vậy cậu muốn sao đi? Cô có thử nấu lẩu bằng nồi cơm điện chưa? Đã lắm đó. Chà, thơm quá. Đã lắm phải không? Lát nữa tới lúc bằng chuyện quách nữa, tới lúc bằng chuyện quảng cáo với Tinh Nam, chắc chắn hứa sẽ làm khó tụi mình. Cậu đừng có giở trò đó nha. Biết rồi, trước giờ tôi luôn công tư phân minh mà. Chào Linh. Em vẫn như trước, luôn tới đúng hẹn. Ủa, cô vẫn theo cái đuôi nữa hả?
Ở đây nấu giấm sao? Sao nghe mùi giấm không vậy? Lần này chúng tôi đến để bàn về chuyện lên kề. Anh đã xem qua bản kế hoạch của dầu gội đầu tặng nồi cơm điện của em đã gửi qua rồi. Quá thật những tặng phẩm đó đúng là chiếm quá nhiều chỗ. Nhưng mà anh sẽ cố gắng sắp xếp cho em. Em qua bên này coi được không? Coi chừng đã phân chó. Ở đâu có phân chó gì? Có chó thì đương nhiên sẽ có phân chó rồi. Số hàng đó anh sẽ cho người dọn đi. Cố gắng tạo vị trí rộng rãi cho bên em bày dầu gội đầu với nồi cơm điện, để khách hàng vừa vào tới sẽ nhìn thấy hàng ngay. Nếu cần anh có thể sắp xếp những người có chuyên môn đứng ra giới thiệu những công dụng của nồi cơm điện bên em. Anh sẽ sắp xếp vị trí tốt như vậy cho chúng tôi thật sao? Không những vậy, hệ thống siêu thị bên anh sẽ treo mấy dây cờ tuyên truyền dầu gội đầu của bên em. Với sự phối hợp tốt như vậy, anh dám bảo đảm hàng bên em vừa đưa ra nhất định mức tiêu thụ sẽ lên rất cao. Trước đây người của chúng tôi qua anh đều làm khó họ, sao lần này nhanh gọn như vậy chứ? Với quan hệ của anh và em, không phải làm gì công mà. Nè anh chàng thể hình, tôi thấy anh cao to lực lưỡng lại rảnh rang như vậy, sao không khiêng hàng dùm cho mấy cô nhân viên bán hàng đi? Để thôi. À, tối qua tới nhà em thấy em tắm xong đầu tóc ướt hết, để anh mua cái khăn quấn đầu cho em. Bộ tướng quà hả? Thấy dạng thật sao? Hình như chuyện này không liên quan tới anh. Chúng ta tiếp tục bàn công việc đi. Hay là mình kiếm chỗ nào ngồi xuống từ từ đó. Được. Em dẫn theo con tin tên đó đến, có phải cố ý chọc tức anh không? Tôi đâu có rảnh hơi như anh. Mời anh bàn tiếp công việc đi. Được thôi. Vậy em có hài lòng với sắp xếp lúc nãy của anh không? Hài lòng. Vậy phiền em ký luôn bản hợp đồng này. Trước giờ chúng ta làm quảng cáo hàng mới, đâu cần phải ký hợp đồng. Đi là hợp đồng phí lên kệ đó mà. Anh thấy hợp đồng cũ cũng sắp hết hạn rồi. Chỉ lại hôm nay em đã tới đây, sẵn tiện ký luôn hợp đồng mới, mất công phải đi lần nữa. Anh có nhầm lẫn hay không vậy? Phí lên kệ cộng thêm 3%, anh lấy công trả thù riêng hả? Đàn ông tụi anh làm việc lớn không vì chuyện ly hôn mà ảnh hưởng tới công việc. Anh tuyên truyền giùm cho em nhiều như vậy, bản thân em cũng nói hài lòng. Sếp của em nhìn thấy chắc cũng sẽ hài lòng. Thêm 3% thì cũng hợp lý thôi. Vì phải làm tuyên truyền mà đại lý của chúng tôi đã phải bỏ ra rất nhiều rồi. Hệ thống siêu thị của các anh ép giá sản phẩm của chúng tôi xuống dốc tới mức thấp nhất. Bây giờ lại còn đòi tăng phí lên kệ nữa, đúng là không hợp lý một chút nào. Em không chịu ký, anh cũng đâu ép em được phải không bà xã? Nhưng mà sau này em tới xin anh hợp tác, anh sẽ làm khó em đó. Không phải anh chứ, đem chuyện ly hôn ra để uy hiếp tôi sao? Bị ổi. Thật ra em đâu cần phải giận như vậy, 3% đâu phải là nhiều. Anh biết em tự quyết định được mà. Nè, nếu như em chịu ký bản hợp đồng này, thì sau này những sản phẩm của em anh sẽ ủng hộ hết mình. Về lâu về dài em cũng có lời mà. Đôi bên hợp tác vui vẻ. Cái ví này của tôi tặng cho anh Men, cũng cho anh sử dụng. Anh đang bàn công việc với cô ấy mà. Cô đã ly thân với anh Men rồi, cô đừng bám theo anh ấy nữa. Khi nào anh rảnh mình sẽ bàn tiếp. Anh làm sao vậy? Cô ta bỏ đi anh không vui hả? Còn chút nữa là thành công rồi. Bây giờ bị em đạp đổ hết rồi. Anh hứa với em là sau này không gặp cô ta nữa mà. Anh cũng đâu có muốn vậy đâu. Tại cô ta mượn việc công tới xin anh cho cô ta một cơ hội thôi mà. Anh mau làm thủ tục ly hôn với cổ đi. Em chịu khó chờ đi. Má của em muốn gặp anh, khi nào thì anh có thời gian? Ra mắt hả? À, bữa khác. Nè, anh hứa rồi đó nha, không được nuốt lời đó. Anh muốn đi vệ sinh một lát. Ra mắt hả? Ủa, điên sao? Hơi, đây gặp phải ông thần, hôm nay đúng là xui. Tôi chỉ sợ Cao Linh bị ông gạt lần nữa thôi, nên mới đi theo coi sao. Coi bộ mày cũng quan tâm tới cô ấy lắm. Ông có muốn biết tôi với Cao Linh có quan hệ gì không? Ông trả lại cho Linh 20.000, tôi sẽ cho ông biết. Tin của mày cũng đáng giá 20.000. Nếu ông không muốn bị Ginny bám theo, thì mau trả 20.000 ra đây đi. Mày nói cái gì? Ginny ép ông đi ra mắt. Ông định mang Cao Linh ra làm bia đỡ đạn. Nhưng mà nếu như tôi nói với Ginny, Linh là bạn gái của tôi, cô ấy không muốn làm quà với ông, chắc là Ginny sẽ vui lắm. Mày muốn uy hiếp tao hả? Vậy ông chuẩn bị đi ra mắt đi. Đợi một năm sau cưới Ginny luôn á. Khoan đi đã. Mày giỏi lắm. Cái gì chứ?
hắn đòi tăng thêm 3% phí lên kệ của chúng ta. Vậy cô có ký không? Đáng lẽ ra em đã ký rồi, nhưng mà lúc đó lại xảy ra chút chuyện, cho nên em đã hẹn lại rồi. Xem chút cô đã tiễn tôi lên đường rồi. Có nghiêm trọng tới như vậy không? Chỉ tăng thêm 3% thôi mà. Quy luật của 3% này không chỉ ảnh hưởng riêng đến sản phẩm trong tuyến của chúng ta. Công ty chúng ta còn có hơn hàng trăm loại sản phẩm khác đang bày bán tại Please. Nếu cô đã khơi được đầu nguồn, mỗi loại sản phẩm tăng thêm 3%, cô tính thử coi, một năm công ty chúng ta phải tốn thêm bao nhiêu tiền. Em xin lỗi chị. Sở dĩ lúc trước tôi giữ cô lại là tưởng cô có thể thương lượng với chồng của cô. Thì ra cô cũng dưới cơ chồng cô. Cô thực sự làm tôi thất vọng đó. Em xin lỗi. Cô đừng nói với tôi cô xin lỗi nữa. Bây giờ phải nghĩ cách để giải quyết. Khi không hắn lại xuất chiêu này, chắc chắn việc này không dễ dàng giải quyết đâu. Vào đi. Hinda, Pluto mở cuộc họp hội nghị gấp, mời chị qua phòng họp. Công ty không có bí mật, cô coi đó, mới đây mà đã truyền tới tay sếp lớn rồi. Hinda, em đi gặp sếp lớn chung với chị, em chấp nhận gánh lấy trách nhiệm này. Cô gánh vác nổi sao? Pluto. Hinda, tôi vừa nhận được tin bên Please đòi tăng thêm 3% phí lên kệ cho sản phẩm đầu tay của cô. Cô định giải quyết như thế nào? Tôi sẽ không nhượng bộ. Tôi sẽ tiếp tục thương lượng với họ. Đáng lẽ tôi định sau khi thỏa thuận xong với họ sẽ báo lại với sếp. Nhưng không ngờ thì ra lại có nhiều người quan tâm đến chuyện này như vậy. Chúng tôi quan tâm như vậy là vì sợ chuyện này sẽ liên lụy đến những sản phẩm khác. Nếu thỏa thuận xong thì đâu có gì phải liên lụy. Nhưng trước giờ chúng ta với họ luôn hợp tác vui vẻ mà. Không hiểu sao thuộc hạ của cô lại làm cho sự việc đến nỗi này. Cô rảnh thì dạy lại lính của mình cách làm việc đi. Việc dạy dỗ lính tự tôi sẽ biết làm. Nếu như thực sự lính của tôi làm sai thì nhất định tôi sẽ gánh chịu. Ở đây đâu có ai dám dạy chị Hinda làm việc. Tôi chỉ là cho chị trong nửa năm phải nuốt hết hai hãng sản phẩm, nhất thời không thể làm xuể nổi. Đến lúc đó sẽ khó tránh khỏi sai sót. Nè, đến lúc đó có thể sẽ bứt dây động rừng. Hinda, cô phải xử lý thật thận trọng. Pluto à, tôi hứa với anh, trong vòng một tuần tôi sẽ giải quyết xong. Nè, ông có biết lái taxi không vậy? Là tôi kêu tài xế chặn đầu xe của anh đó. Lúc nãy gọi cho anh, thư ký anh nói là anh vừa đi, nên tôi mới đuổi theo đến đây. Phải phiền tới chị Hinda đuổi theo tôi, nhất định là chuyện lớn rồi. Vậy có thời gian hưởng ly nước với tôi không? Xin lỗi chị nha, sau giờ tăng sở tôi chỉ muốn được tắm rồi massage thôi. Nếu như chị muốn bàn với tôi về chuyện phí lên kệ thì hẹn về với thư ký của tôi đi. Chào. Sao chị lại xuất hiện ở đây? Chị làm sao vô đây được? Nghiêm cấm đàn ông vào phòng khách nữ thôi. Còn phụ nữ muốn vào phòng khách nam đâu có khó gì. Chẳng lẽ chị muốn về tắm chung với tôi chỉ bàn chuyện phí lên kệ à? Đó chỉ là ảo tưởng của anh thôi. Tôi đến để nói cho anh biết, nếu anh muốn lấy việc tăng phí lên kệ để tranh thủ biểu hiện thì đúng là anh đang chơi với lửa rồi đó. Sao chị biết là tôi muốn tranh thủ biểu hiện? Trước giờ quan hệ của tôi và sếp của anh vẫn rất tốt. Chuyện tăng phí lên giá không thể là ý của anh ấy. Anh tự ra chủ trương đột ngột xuất chiêu này chẳng qua là vì KP, tổng giám đốc châu Á Thái Bình Dương của các anh đang ở Hồng Kông. Anh muốn tạo sự chú ý với anh ta thôi. Trước giờ Letterman không phải là mẫu người làm việc lớn. Giả tâm của anh lớn hơn anh ấy nhiều. Nhưng mà muốn quen biết KP cũng đâu cần phải làm gì động tác nhỏ như vậy. Anh nói với tôi một tiếng là được rồi. Chị quen với KP? Mùi đàn ông ở đây nặng quá. Tôi phải ra ngoài thôi. Nè, hay là chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Tôi phải đến hồ bơi câu lạc bộ. Tôi mời chị ăn cơm. Anh có biết mình đã phạm phải một sai lầm vô cùng lớn, đó là bị người khác nhìn xuyên lá bài tẩy của mình hay không? Anh à, ở đây không cho phép mang giày vào. Anh vui lòng cởi giày để bên ngoài rồi mới giờ. Chào chị. Chị cũng có thời gian, chúng ta nói chuyện ở đây cũng được mà.
Chẳng phải nói sau khi tan sở không bằng dịch công sao? Nguyên tắc của anh cũng thay đổi mau thật đó. Liên quan đến tiền đồ cá nhân của tôi thì không còn là dịch công nữa. Nói như vậy tức là chỉ cần có lợi, dịch dịch cũng chịu làm à? Cũng phải coi có đáng hay không. Không biết thoa dầu chống nắng hả? Làn da của chị cũng mềm mại thật. Muốn tán tỉnh tôi à? Ok, chị cũng chịu chiêu này của tôi cũng không yếu tay đâu. Đủ rồi. Câu này phải là tôi nói mới đúng chứ. Chị nói mình quen thân với KP chỉ là để hù dọa tôi thôi. Nếu chị với anh ấy có quan hệ thì đâu cần phải chặn đầu xe tôi làm gì. Ê, dù sao đi nữa, rất vui mừng gặp được một đối thủ như chị. Vậy thì hãy chờ tiếp chiêu đi. Cứ coi thế nào. Nè Linh, tôi có chuyện này muốn hỏi cô. Đừng có làm phiền tôi đang bận việc. Cô có làm gì đâu. Đang suy nghĩ có được không? Ê, chị Hinda. Đúng rồi, cô đến phòng tôi đi. Sao rồi chị Hinda? Chị với anh Men bằng mặt thế nào rồi? Tôi và hắn không bàn gì hết. Nhưng hắn đã theo tôi đến hồ bơi của câu lạc bộ. Còn thoa dầu chống nắng cho tôi nữa. Thoa dầu chống nắng? Hắn còn muốn tán tỉnh tôi nữa. Cô thấy thế nào? Chết rồi. Nếu để ba của em biết được chuyện này chắc chắn ba sẽ giận lắm. Em không thể để ba biết chuyện này. Chị Hinda, chị đừng có nói cho ba em nghe nha. Cô có phải là phụ nữ không? Bây giờ tôi nói với cô là chồng của cô đang tán tỉnh một người phụ nữ khác. Cô không những không giận mà cô còn sợ ba của cô la nữa. Chẳng trách sao cô bị chồng đè đầu. Cô đúng là nỗi sỉ nhục của phụ nữ đó. Em xin lỗi chị. Tôi không muốn nghe cô xin lỗi nữa. Tôi không ngại một người gian xảo, nhưng tôi rất ngại một người ngu xuẩn. Nhìn bộ mặt nhát gan của cô kìa, cô làm sao đánh trận cho tôi đấy. Hôm nay trong lúc tôi ngồi họp, đám người ở ngoài kia cứ nhìn theo tôi coi tôi sẽ chết như thế nào. Bây giờ chúng ta đang đứng giữa chiến trường, không cẩn thận sẽ bị đạp mìn. Lúc đó không có ai tiếc thương mình đâu. Em xin lỗi, em sẽ khôn lanh hơn mà. Tôi cho cô biết, lần này chúng ta không thể thua được. Tôi không cần biết cô làm gì, tóm lại trong vòng 3 ngày cô phải giải quyết xong chồng của cô. 3 ngày? Nếu hắn vẫn không chịu nhượng bộ thì cô xuất chiêu cuối cùng, ly dị với hắn. Chị muốn em uy hiếp anh? Không phải tôi muốn cô uy hiếp hắn. Loại đàn ông như hắn chỉ vì lợi ích cá nhân mà dám hy sinh luôn cả vợ của mình, có bỏ cũng không thấy tiếc. Nhưng mà gì nữa? Nếu ngay cả chồng mình mà cô còn không trấn áp được, vậy thì tôi rất nghi ngờ khả năng làm việc của cô. Tóm lại trong 3 ngày cô vẫn không giải quyết xong thì cô hãy tự đánh đơn từ chức đi. Ê, không ngờ nữ bà đầu lại còn ép Cao Linh ly hôn, nếu không sẽ bắt dễ từ chức. Phải rồi, nữ ma đầu này còn độc hơn con nhìn nhện đen nữa. Đàn ông nào cũng đều sợ của ta. Đúng rồi đó. Nhất định tôi sẽ đem hành vi biến thái của cô ta công bố cho thiên hạ để mọi người cùng biết. Ê, đánh chậm một chút, tụi con không kịp. À, Cao Linh à. Cao Linh qua đây. Chị đừng bao giờ nghe lời nữ ma đầu đó ly hôn đó nha. Ừ. Sao tin truyền nhanh quá chị? Yên tâm đi, cả tổ tụi em đều ủng hộ chị hết. Đúng rồi, nếu như cậu ép chị phải ly hôn thì chúng ta sẽ tập thể cùng bãi công để lấy lại công bằng cho chị. Đúng. Làm gì trước? Tôi qua phòng kinh doanh họp. Lúc này hơi mập, đi thang bộ để tập thể dục. Đi thang bộ cũng tốt cũng được. Brito. Hinda. Hinda, thật ra làm việc không cần phải căng thẳng. Nếu như thư thả một chút thì... Lúc này tin tức lan truyền còn nhanh hơn cả virus nữa. Lấy ly hôn để áp chế thuộc hạ, đúng là lần đầu tiên mới nghe. Có lẽ đó chỉ là tin đồn thôi, hơi khoa trương một chút. Không, là thật đó chứ. Thật ra bất cứ chuyện gì cũng đừng nên quá đáng như vậy. Làm việc tất nhiên là phải bán mạng, cô không phải làm như vậy sao? Chuyên gia nói lòng thỏa mãn của phụ nữ đối với công việc chỉ có 1% mà thôi. Tôi không những không thấy thỏa mãn mà còn đầy cảm giác thất bại. Tôi đã ly thân với anh mà, ở đâu còn vốn để đấu với họ. Coi bộ công việc này chắc không giữ nổi nữa rồi. Ê, đi không nhìn được nguy hiểm lắm đó. Vì một cái thẻ lãnh bánh mà bỏ mạng như vậy không đáng đâu. Tôi chỉ còn có 1 tấm, tối nay là nhờ nó đó.
Cô còn sống cảnh địa ngục trần gian này nữa sao? Cô đâu cần phải ép mình trở nên như vậy. Đâu phải là hết tiền ăn cơm đâu. Chị Hinda bắt tôi trong vòng 3 ngày phải giải quyết xong vụ tăng phí lên kệ. Chuyện đó làm sao có thể chứ? Tôi phải chuẩn bị đi tìm công việc khác rồi. Có tới 3 ngày lận. Biết đâu sẽ có cơ may. Dạo này số tôi đang đuổi lắm. Cậu đó có khả năng đó không? Chuyện gì cũng nên nghĩ theo hướng lạc quan. Cô cho tôi 5 đồng đi. Làm gì vậy? Thì đưa cho tôi đi. Nè, để tôi cầu nguyện cho cô nghe. Nè, 5 đồng mà cậu cũng gạt tôi sao? Cô bình tĩnh đi. 5 đồng của cô bay tới chỗ khác rồi. Đi theo tôi. Cậu dẫn tôi tới đây làm cái gì vậy? Đừng nói tôi khoác lác nha. Kiểm tra tài khoản của cô có gì ngạc nhiên không? Ở đâu có thêm 20 ngàn gì? Tôi hùng với cô đi mua vé số. Ai ngờ trúng giải ba, mỗi người được chia 20 ngàn đó. Thật không? Trước giờ tôi đâu có trúng tiền. Thì ra đi chung với cậu đúng là có số hơn. Và vé số này trúng thật là đúng lúc đó nha. Đây là số tiền may mắn. Tôi dẫn cô đi tiêu hết nó cho đã nghe. Chà, đẹp thiệt đó. Lâu lắm rồi không được sắm đồ sung sướng tới như vậy. Cảm thấy thỏa mãn ghê luôn. Nè, sao cậu không mua? Hả? Số tiền may mắn đó cậu cũng có phần mà. Mau chọn đi. À, tụi mình cũng xứng quá chứ. Không phải vậy chứ. Giúp tôi có gì không? Tối nay đi ăn cơm. Có chuyện để một bàn với em. Anh rể, uống thử đi. Anh rể, có một gia nhân tới kìa. Làm gì vậy? Không nhận ra tôi hả? Chị ba, em ít khi khen người ta lắm. Nhưng tối nay chị đặc biệt. Đặc biệt lắm đó. Chị của em tốt nhiên đặc biệt rồi. Chị ấy đã mặc quần áo hàng hiệu của Pháp. Những bộ quần áo của hãng này mặc vô người sẽ lộ rõ đường cong của phụ nữ. Hai vợ chồng từ từ tâm sự đi ha. Nè, vụ tăng phí lên giá đó. Hôm nay anh gọi em ra không phải để bàn việc công. Mấy ngày nữa là tới sinh nhật của ba em. Em dự định tổ chức tiệc như thế nào? Lúc này bận việc công ty quá nên quên rồi phải không? Gì chứ, năm nào ba sinh nhật cũng là tôi tổ chức cho ba mà. Năm nay tôi đã đặt sẵn mấy bàn ở nhà hàng, nhưng không có tính phần của anh vô trong đó. Năm nào anh cũng bỏ tiền ra đãi tiệc mừng thọ cho ba. Nếu năm nay anh không dự tiệc, ba sẽ nghĩ thế nào? Thực đơn anh đã viết xong, em coi có dự ý không? Anh đừng nghĩ là đãi tiệc mừng thọ cho ba thì tôi sẽ chấp nhận việc tăng 3% phí lên kệ. Không 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 không, hoàn toàn không liên quan tới công việc. Em cũng biết anh không cha mẹ bà con. Anh thực sự coi người nhà của em như người thân của anh vậy. Nè Lực. Dạ. Chị ba uống trà đi. Anh rể em nói tổ chức tiệc mừng thọ cho ba. Em coi tờ thực đơn này có ý kiến gì không? Ờ, đợi món tôm biển này thành tôm hùm đi. Cho sang một chút. Phải ha. Cái thần thanh này. Em cũng biết ba chị ứng với tôm hùm. Em còn dám đổi hả? Đúng rồi. Đúng là anh rể ý tứ đó. Nếu anh đã bỏ tiền thì anh tự quyết định đi. Em đi làm việc nha. Dù sao anh cũng dư tiền quá. Trả lại 20 ngàn cho tôi đi. Anh đã chuyển 20 ngàn đó vào tài khoản của em rồi. Còn Tinh Tinh kia không nói cho em biết sao? Ở đây chúng tôi chỉ thu túi sách, không thu quần áo. Có sao đâu, cũng là hàng hiệu mà. Cũng giống vậy thôi, hoàn toàn mới mua đó. Nè, có phí thu đàng hoàng nè. Tôi bán rẻ lại cho cô luôn đó. Nè, làm ơn, mua giùm đi, mua giùm tôi. Bán rẻ cái đầu của cậu đó. Trả lại tiền cho tôi đi. Rõ ràng 20 ngàn đó là anh men trả lại cho tôi. Cậu còn dám nói là mua vé số trúng giải ba nữa. Hại tôi đi tiêu tiền oan uổng như thế nào. Tôi thấy cô trước đó gần như suy sụp mới nghĩ ra cách này để làm cô vui thôi. Ly hôn thôi mà đâu phải là ngày tận thế đâu. Giờ tôi có hối hận cũng không kịp rồi. Chẳng lẽ cả đời này cô bị cái tên khốn nạn đó đè đầu thật sao? Anh ta bỏ công bỏ tiền làm tiệc mừng thọ cho ba tôi. Tôi thấy anh ta có thành ý lắm. Có lẽ anh ta muốn làm lại người tốt mà. Ngu thiệt. Loại người này đột nhiên đổi tính chỉ có hai khả năng xảy ra. Nếu không phải bị bệnh mãn tính thì có ý đồ. Ý đồ cái gì chứ? Anh ta giàu có hơn tôi. Không phải vì tiền. Hắn chỉ muốn lợi dụng cô để giúp hắn đá gái thôi. Anh ta làm bao nhiêu chuyện chỉ là muốn tôi giúp anh ta đá gái thôi sao? Đàn ông gì phong lưu, có mắt hơn cũng thấy đáng mà. Anh ta đâu phải người gian ác. Ít nhất anh ta cũng đối xử rất tốt với em trai tôi. Ta mà cái hàng sushi mà nói vậy làm sư phụ. Chính vì hắn thấy cậu Lực thẳng thắn hiền lành, làm cả đời cũng không nhảy qua chỗ khác. Cô còn khờ tới nỗi tin hắn nữa sao? Đủ rồi nha. Cô đừng có ở đó nói câu nào đó câu đó. Cô để cho tôi tìm lại lòng tự trọng của người phụ nữ được hay không? Tôi chỉ không muốn cô bị đau thêm lần nữa thôi.
Xin mời, xin mời, xin cứ tự nhiên, xin cứ tự nhiên mời vào. Chà, lớn gì vậy rồi ha? Tới đây ba là gia chính, vậy trong ngồi trước đi. Cái gì, tiếp đón bạn bè quan trọng hơn. Bác trai, xin việc vui vẻ. Mày tới đây làm gì? Bộ khảm tấm thép lên ngực rồi hả? Ba, trước thời hạn con tối nay ra ngoài ăn cơm, con nói cho nó biết là ba đã thiệt ở đây đó. Hả? Phải đó, xin việc vui vẻ. Không có phép tắc, không quan nhân. Nè, ba, làm gì mà giận dữ vậy? Lại đây, qua đây đánh bài đi. Sao ba của tôi lại giận cậu dữ vậy? Chắc là có sự hiểu lầm thôi. Chị ba của cậu đâu rồi? Cậu cũng biết tính của ba tôi rồi đó. Đừng nói tôi khó xử. Chuyện gì về công ty rồi nói. Tặng cho ba của cậu nè. À. Cái này phải giữ không đánh ra được. Thôi kệ đi, chờ kinh thì phải chịu liều một lần. Phát tài. Thắng. Ông bà, ông kinh rồi đó. Là lấy như vậy là cái gì kinh rồi. Trời ơi, ông tới như vậy làm sao nói được chứ. Chúc ba phúc như Đông Hải thọ tỷ năm sơ. Tối nay ba may mắn thiệt nha. Tất nhiên rồi, hôm nay ba sinh nhật ba. Tất nhiên là phải hên rồi hả. Ba, con với Linh đã chuẩn bị cho ba một món. Để ba coi có thích không. Đẹp thiệt nha hả? À, mọi người qua bên này. Qua bên này coi. À, phần quà đây là của con rể tôi tặng cho tôi đó, thấy có đẹp không? Đẹp lắm. Mẹ nè, con đúng là khách sáo quá đó. Vừa đãi tiệc mừng thọ cho ba, vừa giúp ba má sửa lại nhà, bây giờ còn tặng phần quà đắt giá như vậy nữa. À, con tốn kém quá. Dạ chuyện nhỏ thôi. Nè, mọi người nghe đây. Cao Vinh Thiêm này vất vả cả đời, không có hy vọng gì hết, chỉ hy vọng mọi người bình bình an an. Hai thằng con trai thì giống tôi, làm việc gì cũng chắc ăn. Còn đứa con gái thì giống má nó, làm việc gì cũng hấp tấp. Hey, nhưng cũng may là lấy được một người chồng tốt. Thằng Men chính là con rể quý của tôi. Dạ, hay à. Tới đây chị ba đã mặc đỡ mày rồi. Người trong nhà cứ tự nhiên nha. Mọi người tự nhiên đi, xin mời, xin mời. Rồi. Tiếp tục. Alo. Anh Men sao chưa tới? Được rồi, anh sắp tới rồi. Chuyện gì vậy? Hôm nay ba của em vui như vậy, em cũng đâu muốn thấy cả nhà loạn lên chứ. Thật ra là chuyện gì? Thật ra anh và Thiên Đi đã chia tay rồi, nhưng mà cô ta cứ bám theo anh, còn bắt anh đi ra mắt nữa. Bây giờ cô ta dẫn theo ba má định lên đây quậy nữa. Lên đây quậy? Đúng rồi, nếu cô ta bể chuyện chúng ta ly thân, chắc ba má của em sẽ tức chết. Hay là em giúp anh giết bỏ cô ta đi. Ra mắt cũng đi trễ, nó có thành ý hay không vậy? Anh để con ra ngoài coi sao. Sao hai người đi chung với nhau vậy? Vô trong rồi nói. Anh buông ra đi, cô đừng có bám theo anh Men nữa mà. Con gái à, sẽ là chuyện gì vậy? Tôi là vợ của anh Men, đúng nghĩa là bà dân thực sự. Cô nói gì vậy? Hai người đã ký đơn ly thân rồi mà. Trên luật pháp, chúng tôi vẫn là vợ chồng hợp pháp. Chúng tôi đã quyết định tái hợp rồi. Anh Men à, không phải thật đâu. Anh nói là không yêu cô ta mà, anh chỉ yêu một mình em thôi mà. Anh xin lỗi, người anh yêu nhất vẫn là vợ của anh. Anh Men, anh nói đi, có phải cô ta ép buộc anh không, có phải không vậy? Anh xin lỗi, tụi mình đã hết rồi. Con gái à, bỏ đi, tình cảm không thể miễn cửa được đâu. Dù sao người ta cũng là vợ chồng chính thức, hà tất con đi làm kẻ thứ ba chứ. Thôi mẹ về đi, không. Ngoan đi mà. Con gái à, đi. Con không đi, đi ngoan. Đừng có làm như vậy mà. Đi. Về nha, anh Men. Con gái. Nè con à. Anh Men à, anh đừng có bỏ em. Em đừng vậy mà, anh, tụi mình không có kết quả đâu. Để đưa em lên taxi. Đừng mà. Đi. Anh Men, em không đi đâu. Con em à, không đi. Con đi về nhà. Về đi con. Đi về đi con. Mình đừng đi về đi mà. Lên xe đi. Đừng mà, anh đừng Men mà. Anh Men. Cuối cùng cũng để tôi chứng minh được. Cậu Linh à, tôi đâu có nói sai. Hắn tốt với cô như vậy, đãi tiệc mừng thọ cho ba cô, chỉ là muốn giúp bản thân mình đá gái thôi. Mày rảnh rang lắm phải không? Sao mày cứ thích xen vô chuyện của người ta vậy? Mày muốn quyến rũ vợ tao hay là mày bị biến thái vậy? Anh nói cái gì vậy? Đi đi, có nhiều chuyện như vậy làm cái gì chứ? Cô nghe thấy chưa? Vợ tao cũng chê mày phiền kìa. Tại sao cô phải nhìn hắn chứ? Trong kia bao nhiêu là bạn, cô cứ vô nói cho họ biết là hắn đê tiền cỡ nào đi. Cô tưởng làm vậy là lo cho đại cô sao? Cô khùng thiệt. Cậu cứ cho tụi tôi khùng đi. Cậu đi đi có được không? Nếu cô thật sự nhìn nổi thì đâu cần phải ly hôn với hắn. Ly hôn? Tụi bay nói cái gì? Ba. Ba, ai đã ly hôn? À, cậu ấy nói đùa tôi mà. Cô nói cho ba nghe ai đã ly hôn vậy? Giang Cảnh Lương dẫn gái về nhà mèo mỡ, ép tới nỗi cô lên đòi ly dị với hắn. Cô gái kia vừa lên taxi đi rồi, bác không tin thì cô hỏi hắn đi.
Ngồi xuống. Ba, ba mở cửa đi. Con gái tao tốt với mày như vậy mày còn ra ngoài ăn dùng, không phải đâu. Con nói người làm mày chính là Linh, con ép con làm như vậy đó. Mày còn nói nó ép mày, tao. Nè, ba, ba nghe con nói xong là mày nói cái gì? Khoảng nửa năm trước, con phát hiện Linh thường hay nói chuyện điện thoại với một người đàn ông thần bí, rồi còn đêm nào cũng đi ra ngoài. Vì là con đã lén đi theo dõi họ, và con đã phát hiện người đàn ông mà cô ấy ngoại tình chính là Tề Khoan. Thì bà lớn nó mà làm sao có chuyện đó được? Bản thân tôi cũng không dám tin, nhưng tiếc rằng đó lại là sự thật. Lần trước chính mắt ba cũng nhìn thấy họ nắm tay nhau đi trên con đường mà. Sao không thấy đột tình gì vậy? Có khi nào xảy ra án mạng không? Con quỷ cái, cái thằng giang phu này có phải mày muốn bị đánh không? Ba, đừng gọi tao. Mà không có đứa con gái như mày. Đúng ra bác phải dạy thằng khốn nạn này. Sao bác lại dạy con gái mình vậy? Ủa, tao coi mày là anh em, mày là quý rủ chị ba của tao. Tao nhầm lẫn rồi, trời ơi. Mày còn nói nữa, thằng mẹ nói cho tao biết hết rồi. Gia Cảnh Liên, giờ anh còn nói ngược đổi qua cho tôi nữa sao? Bình thường anh đối xử với nhà em như thế nào, ba em với em trai em đều có mắt nhìn. Em đừng có binh vực cho tên giang phu này nữa mà. Ba, chính anh ta đã dẫn gái đến nhà ân dụng đó. Con quỷ cái, đi ra ngoài lăng nhăng giống như mày ở dưới quê bị ngâm lòng heo rồi. Con à, sao con lại có thể làm những chuyện như vậy? Con kêu má phải giải thích sao với bà con bạn bè đây. Má, con không có. Má, má sao vậy? Má, 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 má. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.